Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Huế. Theo cáo phó của Tăng đoàn Làng Mai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 ở tuổi 96. Tổ đình Từ Hiếu ở Huế là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 1942, cũng là nơi ông từ nước ngoài về tĩnh dưỡng từ tháng 10 năm 2018. Trong lần trở về này, Tăng thân Làng Mai cũng đã công bố bức thư ghi ngày 26 tháng 10 năm 2018, được Thiền sư Thích Nhất Hạnh đóng dấu ấn chứng sau khi Thiền sư về tới Đà Nẵng. Nêu rõ tăng nguyện mong muốn được tĩnh dưỡng lâu dài cho đến cuối đời tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Thiền sư Nhất Hạnh trở về chùa Từ Hiếu từ tháng 10 năm 2018 và an trú từ đó đến nay. Trước đó, sau khi hồi phục sau đợt tai biến từ Pháp, Ngài đã trở về Làng Mai tại Thái Lan một thời gian. Trong bức thư có đoạn, sứ mệnh hoằng pháp độ sinh cho cả Đông Tây đã phần nào được thành tựu. Vòng tròn giờ đây đang khép lại. Tôi thấy rằng đã đến lúc tôi cần trở về tổ đình để chung sống cùng chư huynh đệ trong những năm tháng này. Ao ước được trở về nơi đất tổ và xây dựng nề nếp tu học tại tổ đình là thao thức thâm sâu nhất của tôi trong suốt những năm qua. Do đó, tôi đã quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất tổ, có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này. Không những thế, giờ đây chúng ta đã có hàng triệu con cháu của tổ đình Từ Hiếu từ những quốc gia khác nhau khắp nơi trên thế giới. Vì lòng thương tưởng đàn hậu học, tấm lòng lân mẫn đến những thế hệ tương lai, tôi muốn nhập diệt tại chốn tổ để con cháu tổ đình có gốc rễ và nơi chốn quay về nương tựa. Từ ngày trở về đến nay, Ngài chỉ an trú tịnh dưỡng trong chùa Từ Hiếu trong tình trạng sức khỏe ngày một yếu đi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế, là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới. Ông trụ trì tại chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp trong nhiều thập kỷ. Thiền sư là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân. Trong cuốn sách Việt Nam Looting in Share do ông viết, với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài. Trong tác phẩm Thế giới Phật giáo, giáo sư tiến sĩ John Power, một học giả Phật học của Australia, đã chọn 13 vị sư góp phần vào sự thành hình và phát triển đạo Phật thế giới trong vòng 2.500 năm qua, và Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở vị trí thứ 10. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết hơn 100 cuốn sách, trong đó hơn 40 cuốn bằng tiếng Anh, với một số tác phẩm nổi bật như Đường Xưa Mây Trắng, Phép Lạ của sự thức tỉnh, Hạnh Phúc Cầm Tay, Phật Trong Ta. Thông tin chính thức về các chương trình tang lễ sẽ được cộng đồng Làng Mai quốc tế thông tin tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.